Quốc hội Brazil lập thủ tục cách chức Tổng thống Dilma Rousseff, tin từ Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tin từ Brazil. Từ khủng hoảng kinh tế đến khủng hoảng chính trị, và giờ đây tại Brazil, sau nhiều tháng tranh luận, thủ tục cách chức nguyên thủ quốc gia đã được khởi động theo quyết định của Chủ tịch Quốc hội Eduardo Cunha vào ngày 2 tháng 12 năm 2015. Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff bị tình nghi gian lận kế toán ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Brazil đã quyết định, sau nhiều tháng do dự, Chủ tịch của Hạ viện Eduardo Cunha thẩm định là bà Dilma Rousseff đã cố ý che giấu tình trạng thâm thủng ngân sách gia tăng trong năm vừa qua. Tội của nữ tổng thống là không làm tròn trách nhiệm của một nguyên thủ quốc gia đáng bị cách chức. Chủ tịch Hạ viện cho biết là ông cố gắng giữ thái độ trung lập tối đa và không hề thích thú gì khi phải chấp thuận thủ tục truất phế tổng thống. Nữ tổng thống Brazil đã lập tức phản bác. Bà cho biết là không phạm tội ác nào, không có hành động sai trái nào. Một ủy ban đặc biệt của Quốc hội sẽ xem xét quyết định truất phế có cơ sở vững chắc hay không. Sau đó còn phải được hai viện biểu quyết. Nếu Hạ viện chấp thuận thì ngay lập tức Tổng thống bị ngừng các chức trong vòng 180 ngày để chờ quyết định của Thượng viện. Brazil đang rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Cánh tả cầm quyền bị tai tiếng trong vụ biển thủ tại công ty dầu khí quốc gia Petrobras.